Bích Chằng chào mọi người, trở lại kênh Anna Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay vào bếp Bích Chằng làm cái món bánh gọi là bánh bánh bông lan kiểu Mỹ nha mọi người. Đây thì mọi thứ Bích Chằng cũng để sẵn hết rồi. Bây giờ đây là cái mùi vị của vanilla bột á. Đó, thì đây. Cái bột này á là người Mỹ họ để như vậy á, mua về làm rất là nhanh. Nhưng mà nó ngọt lắm thì mình phải pha thêm cái loại bột này. Đó thì nó thì cái bánh nó sẽ giảm đi cái độ ngọt, nó vừa ăn á. Nhưng mà Bích Chằng cũng nói trước cho mọi người luôn là Bích Chằng không có quảng cáo về những cái hiệu này nha. Đây là mình Bích Chằng chỉ đưa cho mọi người xem để mọi người biết đó, để mà mua về làm cho nó nhanh. Rồi, thì trong đây Bích Chằng cho 2 cup bột vanilla và nửa cái cup bột bình thường đó, họ chưa có trộn á. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ cho 2 cái trứng. Mình sẽ đặt vô 2 trứng nha. Mình cho vô đây 2 trứng. Rồi. Mình sẽ cho là một cup meal. Nè mọi người thấy một cup không? Đó, mình sẽ cho vô một cup meal. Đây là sữa không đường nha mọi người. Mình cho vô một cup. Còn nữa mà nếu nó có đặc á, thì mình sẽ pha thêm. Rồi. Mình sẽ quậy đều lên. Hôm nay Bích Chằng làm bánh bông lan này á, là để làm cái bánh kem. Hồi nữa Bích Chằng làm bánh kem nó sẽ quay cho mọi người xem cái cách Bích Chằng làm bánh kem luôn nha. Ở Mỹ á, thường thường á, người ta hay làm bột sẵn gì á, mình chỉ về mình theo cái công thức của họ rồi mình làm thôi à. Ở trong cái bột này thì họ nói là để là nước nha, nước với lại nè water nè với lại oil, nhưng mà Bích Chằng thì không có thích để nước cho nên là Bích Chằng làm sữa thay thế nước lạnh. Với cái kiểu này thì cái công thức của họ là như vậy. Bây giờ nè mọi người thấy nó đặc lắm, nó đặc lắm. Thì mình chỉ thêm một chút nước nữa. Oh, sorry, mình sẽ thêm một chút sữa nữa. Bích Chằng sẽ cho thêm 1/3 cup. Không biết mọi người có thấy không nữa. 1/3 cup nha. Rồi, mình cứ quậy đều lên vậy. Cho cái bột nó tơi ra, nó mịn nha. Đó thì Bích Chằng sẽ cho 1 muỗng dầu ăn, 1 muỗng này nha mọi người. Rồi, mình sẽ quậy nó lên. Thấy cái bột không, giờ nó vừa rồi nè. Đó. Rồi.
sẽ lấy một cái khay. Khay. Mọi người thấy cái khay không? Cái khay này là khay loại chống dính, cho nên là nó sẽ không có bị dính nha. Này mọi người thấy chân bớt cái này. Mình có thể mình nướng vô được nha. Loại này là loại nhựa tốt đó. Đó. Bây giờ mình sẽ rây qua cái khay này. Cái chàng sẽ có một cái rây nè, rồi mình sẽ đổ bột lên. Thì mình sẽ để đây rồi tiếp tục mình sẽ làm cái rồi bây giờ các bạn sẽ làm cái mùi vị của chocolate. Đây là cái mùi vị của chocolate này, trong này nó sẽ có chocolate sẵn luôn. Chàng cho một khít. Thì trong này khoảng còn 2 khít nha. Chỗ này cũng là 2 khít nè. Thì bé chàng cũng cho hai cái trứng vô đây. Tiếp đó thì bé chàng cho thêm nửa khúc bột trắng cái gì nữa. Nửa khúc nha mọi người. Đây để cho nó giảm được cái độ ngọt. Có cái không là cái bột này nó ngọt lắm. Bột này rất ngọt luôn. Mấy chàng sẽ cho sữa ở đây cũng là một khúc. Mình cho một cốc sữa. Cái chàng cho vào đây luôn là một muỗng dầu ăn nha. Mình cho vô đây là một muỗng dầu ăn. Dầu ăn này là để cho nó mềm, nó xốp bánh á, với lại nó mướt bánh nữa. Đấy, rồi mình cũng quậy đều lên như vậy. Mình đánh mạnh mạnh tay một chút cho nó tơi, tơi cái bột ra. Tan cái bột cho nó tơi.
còn đặc nè. Giờ bác chàng sẽ cho thêm 1/3 ml giống như hồi nãy vậy đó. Mình cho hết vô đây. Mà nó biết ở Việt Nam có cái loại những cái loại bột như làm sẵn như gì không, để mình về làm bánh cho các em đó, hay là mình phải làm trứng loại bột. Bột nó gì là vừa rồi, mình nướng vậy thì cái bánh nó mới xốp, mà đặc quá thì cái bánh nó sẽ khô nha mọi người. Bếp chằn có một cái khuôn nhỏ như gì, ở trong khuôn thì có một cái miếng giấy chống dính, thì khi mà mình nướng bánh á, thì cái phần ở dưới bánh này nè nó không có bị dính nha. Rồi bây giờ bếp chằn sẽ cho qua bên này, sẽ lượt qua bên cái ô này, cái khuôn bánh này nè. Sẽ làm vừa như vậy thôi. Mọi người nhớ khi mà mình làm xong á thì mình sẽ đặt cái bánh xuống này. Đấy, mình sẽ đặt nó xuống để cho nó không có bị ấy. Rồi trong này thì nó có cái mùi vanilla rồi đó, thì bé chàng muốn tạo cái kiểu của nó đó, cho nên là mình sẽ để cái chất lịch vô trong này nha.
mình sẽ rứa ra cái phần trên, mình sẽ làm thành hai lớp nha mọi người. Ở dưới là bạn ấy làm nhưng mà ở trên mặt đó là chắc là thì mình cứ ban ban ra vậy nè. Rồi cái này thì mình không có cái dỗ xuống nha, mình để vậy. Bây giờ cái chàng sẽ bật cái lò 350 độ nha. Cái này phải chàng phải cho nó bớt vô đây để làm chi? Để cho nó khỏi bị nếu mà nó nhiều quá nó sẽ trào ra ngoài. Nó sẽ trào ra ngoài. Cho nên cái chàng bỏ trên cái lớp bên này. Cái này nó có hai lớp nha, một lớp vanilla và một lớp bánh chocolate. Bây giờ chỉ đợi là bánh đợi lò nó nóng lên rồi mình bỏ cái này, bỏ hai cái khay này vô để mà mình nướng. Đây mọi người, bánh nó chần nướng xong rồi nè. Đó. Thì cái bánh đó, khi mà nướng xong thì nó như gì nha, và nó vẫn còn độ ấm. Đó, đây là cái bánh chocolate mình cũng nướng xong. Đó thì hôm nay mình sẽ làm cái bánh kem. Cho nên là đây là đồ nghề của Bích Dụ, Bích Trần. Có cái cây để mà làm bánh và bao để mà mình nặng bánh nha. Và cái màu nữa nè. Đó. Rồi bây giờ Bích Trần sẽ lấy bánh ra để lấy bánh ra chứ khỏi khay để mình chuẩn bị mình. Thì mọi người thấy Bích Trần cái bánh nó rất là dễ, cái khuôn này dễ lấy lắm. Sẽ lấy ra từ từ. Đó, mọi người thấy bánh ngon ra không? Mình sẽ gấp nó lại. Hôm nay mình sẽ làm cái bánh kem nó hơi bự một tí. Rồi bây giờ các chàng dùng con dao để mà mình cắt cái phần trên này. Đó, rồi mình sẽ chiết kem lên. Mình sẽ cắt cho đều nha mọi người. Chứ nếu mà mình cắt nó không đều là bánh nó không có cân bằng á thì nó không có đẹp. Mọi người thấy không? Nó rất là xốp luôn mà.
mình cắt cho nó đều cái phần mặt này nè, để hồi nữa mình sẽ chiết cái kia nó lên chứ không là nó sẽ không có đều. Rồi có cái giấy nè, đây mình lột ra như vậy, mọi người thấy dễ, thấy dễ không? Rồi thì mình sẽ làm hai tầng nha, mình muốn cắt cái phần này để mình bỏ ra đây. Phần trang thì nó hơi khô quá. Nó còn lỏng lỏng. Mình cắt cho nó đều. Rồi. Xong rồi này mọi người thấy xong rồi không? Bây giờ mình sẽ lên cho nó sạch phần này á. Thì mọi người thấy là nó có hai tầng như vậy, nhưng mà phần trong này nó có cái màu vanilla nha, cái bột vanilla nãy bé Trần có nói đó. Đó rồi bây giờ bắt đầu bé Trần sẽ chiết kem lên nha. Đây thì Bích Trần có hai loại kem, cái kem này nó gọi là whipped cream, thì Bích Trần tự đánh nó ra và không đường nha mọi người, đừng có bỏ đường. Và đây là một cái loại kem cũng vanilla, thì cái kem này Bích Trần mua họ làm rất là đặc luôn nhưng mà nó ngọt đó, cho nên là mình trộn hai cái thứ này vào thì là nó sẽ không có bị ngọt nha, vừa ăn rất là ngon luôn. Rồi bây giờ Bích Trần sẽ chiết kem nha. Bích Trần sẽ trộn với lại cái kem một trộn với lại cái kem trắng này. Mình sẽ trộn vào đây một ít nè. Mọi người biết chi để nó không có bị ngọt á. Chứ không là mình làm cái kem này không á nó ngọt lắm. Mình sẽ đi cắt tủ lạnh để cho nó giữ cái đồ lạnh á. Và bây giờ mình sẽ trộn cái kem này lên cho đều nha.
Mình sẽ chọn lên cho nó đều. Mình bỏ thêm cái kem đó, cái kem mà ngọt á, để khi để cho nó giữ cái độ không có bị chảy nước nha mọi người. Rồi. Thì cái bánh này bữa chào sẽ cắt ra làm hai và sẽ làm thêm một cái lớp kem phía trong nữa. Tại vì bé chàng muốn có một lớp kem ở trong này nữa, cho nên là giờ bé chàng sẽ cắt cái bánh ra nha. Đó, mình sẽ cắt ra gì. Và mình sẽ cho một lớp kem như đây. Thấy ngon không? Nè. Rồi bây giờ với chàng sẽ cho kem vô nha. Mình sẽ cho kem vô. Mình sẽ tán ra một cái lớp mỏng. Cái lan ra ngoài thì cũng có sao nha mọi người. Rồi mình sẽ vuốt cái cây này cho nó gọn, rồi bắt đầu là mình ụp lên, mình ụp trở lại nè, ụp cho nó đều nha, nó đều cái đường biên. Mình coi cho nó cân bằng chưa. Rồi bây giờ tiếp tục đó là bếp chàng sẽ quét thêm một lớp trên này nữa. Mọi người làm cho nó đều cái phần ở trên này nha. Mình sẽ dùng cái tờ giấy á, mình phủ nó này đi, chứ không là nó dính vô cái bánh thì nó không có, nó mất ngon á. Rồi bây giờ bé chàng đã làm cái phần này, phần dưới rồi, bây giờ mình sẽ làm cái phần trên nha mọi người. Thank you.
bơ ra, ban nó ra chứ không phải bơ lột, sorry, là mọi người ban nó ra vậy nè, là mình sẽ kéo xuống từ từ. Chỗ nào thiếu kem á thì mình sẽ cho kem á theo cái vòng này nè. Để với chồng ấy ban cái phần này cho nó đều trước. Mình sẽ làm cái phần này cho nó đều, nó láng ở trên mặt chứ. Giờ bé chàng sẽ trộn phỉ pha màu ở đây nha, pha màu cho kem. Trước tiên thì mình làm màu lưu. Mọi người thấy nó màu màu lông. Tôi chắc mình cắt ra luôn. Nhỏ quá nó không có ra nổi luôn. Tôi cắt ra như vậy nó mới ra được. Chàng này muốn cho nó đậm hơn một tí. Làm cái này thì nó dính bàn, dính đỏ nè. Cái này nó có đường đường ngọt ngọt. Cái này thì nó có đủ thứ đó. Cái này là cái gì? Cái này thì nó đậm hơn một chút. Mình cho thử vô như thế nào nha. Tại vì nó đậm thì cái màu lên nó mới đẹp, còn nó không đậm thì nó không có đẹp.
màu cho nó đậm đậm một chút. Chàng sẽ đem cái bánh ra để chuẩn bị nắm tắt hoa. Khi mà chắc do nó nhiều cái này quá thì nó mới chảy ra nha mọi người. Bây giờ phải chẳng biết tóc không? Giờ phải chẳng bắt bánh kem, bắt hoa, bắt cái đường viền như thế này trước. Có tờ giấy này để khi mà mình bắt á.
Đây, bánh kem của bé Trần làm xong rồi nè. Bé Trần quay cho mọi người xem. Mọi người thấy bé Trần làm bánh kem như thế nào? Mọi người cho bé Trần ý kiến dưới ý kiến comment dưới cái video nha. Bé Trần cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh Anna Cuộc Sống Mỹ. Cầu chúc cho mọi người có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Mọi người nhớ subscribe và like and share. Bé Trần cảm ơn mọi người. Bye mọi người. Bye.